Đây là trận đấu võ mồm giữa hai chúng, hay còn gọi là rập bát rồi. Theo thể thức, chúng làm nhiều phải hơn thì chúng nó sẽ thắng. Ok, hẹn chú từ từ. Ta chấp nhận cho quân địch quân cấp luôn rồi. Phải đầu, che nó. Về là